Chào quý vị đến với bản tin ngày 6 tháng 2 của HCD. Đầu tiên là bản tin về nông sản. Argentina có vẻ sẽ nóng và tiếp tục khô hạn trong 2 tuần tới. Không có bất kỳ cơn mưa nào ở phía nam và phía tây của các vùng trồng trọt chính. Nhập khẩu đầu tư của EU giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí năng lượng cao đã hạn chế nhu cầu nguyên đậu. Tuy nhiên, tin tốt là đậu Mỹ chiếm 49% trong tổng lượng nhập khẩu của EU kể từ tháng 7, tăng so với 37% năm ngoái. Trung Quốc dự trữ đậu tương giảm. Tính đến thứ 6 tuần trước, dự trữ đậu tương hàng ngày tại cảng là 6,54 NMT, thấp hơn 11% so với mức trung bình 3 năm, thấp hơn 8% so với mức trung bình 5 năm và cao hơn 2% mức trung bình 10 năm. Mưa nhiều ở Brazil đang gây ra nhiều mầm bệnh ở đậu tương hơn bình thường, khiến người dân phải đối mặt với chi phí tăng cao, tăng nhu cầu sử dụng thuốc diệt nấm lên xấp xỉ 10%. Brazil đã bán 30,5% số đậu tương cho vụ thu hoạch hiện tại, giảm so với 44% vào thời điểm này năm ngoái, trong khi vụ mùa năm nay lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Tiếp theo là dự trữ kim loại. Dự trữ đồng trên sàn LME giảm 2.450 tấn, trong khi dự trữ trên sàn Thượng Hải tăng gần hơn 2.000 tấn. Dự trữ nhôm trên sàn Thượng Hải ghi nhận mức tăng mạnh hàng tuần. Tin tức về kim loại màu. Sự gián đoạn sản xuất tại các khu vực sản xuất đồng lớn ở châu Mỹ Latin và châu Phi đã làm tăng rủi ro trong một thị trường thắt chặt hơn trong năm nay. Nhưng các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để hạ dự báo về nguồn cung toàn cầu. Peru, nhà sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới, đã chứng kiến tình trạng bất ổn, xã hội leo thang kể từ đầu tháng 12, với các mỏ chính như Las Bambas của MMG và Antabaque của Glencore bị người biểu tình phong tỏa đường và tấn công. Các nhà phân tích thường tính đến tổn thất sản xuất do gián đoạn ở mức 5% tổng nguồn cung cấp đồng được khai thác. Nhà phân tích Nick Picker của Wood Mackenzie cho biết rủi ro đối với nguồn cung từ Mỹ Latin là rất cao. Sau đây là tin tức vĩ mô. Trung Quốc có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế, hỗ trợ nhu cầu kim loại công nghiệp sau khi Bắc Kinh trả đũa đối với Mỹ trong tuyên bố mới về sự việc khinh khí cầu. Thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 10 tăng lên âm 78,2 tỷ USD từ âm 74,1 tỷ USD trong tháng 9, mức cao nhất trong 4 tháng nhưng thấp hơn so với dự kiến là âm 80 tỷ USD. Và sau đây là bản tin về năng lượng. Cùng với Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và các thành phố lớn khác của Trung Quốc loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm Covid để vào hầu hết các địa điểm công cộng. Bắc Kinh đột ngột chuyển từ thái độ bày tỏ xu hướng tiết sang đe dọa. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Birol cho biết vào cuối tuần nền kinh tế Trung Quốc có thể sẵn sàng cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô. Một lệnh cấm của châu Âu đối với việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển để đáp trả cuộc chiến ở Ukraine đã có hiệu lực vào Chủ nhật. Biện pháp này được kết hợp với mức giá trần tương tự như mức trần có hiệu lực đối với dầu thô để hạn chế doanh thu của Moscow, trong khi tạo điều kiện cho các sản phẩm chảy sang các nước thứ ba. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ đã chọn duy trì việc cắt giảm nguồn cung, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út cho biết vào cuối tuần vương quốc này sẽ vẫn cẩn thận trong việc tăng nguồn cung. Trong khi đó, Goldman Sachs Group đã nhắc lại dự báo rằng giá dầu sẽ vượt ngưỡng 100 USD trên thùng trong năm nay, đồng thời nâng cao khả năng xảy ra vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung vào năm 2024 khi công suất dự phòng cạn kiệt. Nhà phân tích Jeff Curry cho biết tại Riga hôm Chủ nhật, với các biện pháp trừng phạt có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga giảm và nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi, giá sẽ tăng. Cuối cùng là báo cáo cuối ngày, số lượng giàn của Mỹ giảm 12 giàn xuống 759 giàn khoan đang hoạt động. Số giàn khoan của Canada tăng 2 giàn lên 249 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của thế giới tháng 1 tăng lên 1 giàn so với báo cáo của tháng trước, lên 901 giàn đang hoạt động.